vị khán giả, chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol của chúng ta năm nay chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều thú vị và mới mẻ. Và sự khác biệt đầu tiên của chương trình đó chính là người bạn sẽ cùng dẫn chương trình với Thanh Thảo. Xin được giới thiệu ca sĩ Sĩ Luân. Xin chào các bạn. Xin chào Sĩ Luân. Xin chào Thanh Thảo. Mình rất vui khi làm người bạn dẫn với Thảo trong chương trình Thần Tượng Âm Nhạc năm nay. Và nghe đồn cô ấy rất là thông minh duyên dáng nhưng mà khó tính nhiều lắm các bạn. Không có đâu. Người khó tính thật sự không phải là Thảo đâu, mà chính xác là những vị giám khảo của chúng ta kìa. Nhắc đến đây mới nhớ, chúng ta sẽ gặp gỡ những vị giám khảo hoàn toàn mới. Nhưng mà trong đó thì có một vị giám khảo, một gương mặt mà năm ngoái đã được rất nhiều khán giả và các bạn yêu mến, đó chính là chị Siêu Fly. Kế tiếp đó chính là nghệ sĩ trống trombone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Là giám khảo được yêu mến của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam và Thần Tượng Âm Nhạc Châu Á, có thể nói Siêuplex xuất hiện ở đâu là ở đó sẽ ít nhiều chấn động vì sức hút của chị. Em làm cho tôi bay lên bằng giọng của em đấy. Black thì với một cái kinh nghiệm mà một ca sĩ hát rất là lâu và một ban giám khảo có thể nhận xét được các bạn, thì Siêu Black cũng mong muốn rằng là các em hãy chọn cho mình những bài hát hợp với giọng hát của mình và hãy luôn luôn tìm một phong cách nó bình thường, nó để cho là mình hát bài nào nó phù hợp với phong cách nào thì là mình chọn và mình làm thật tốt. Chỉ có bao nhiêu đấy thì là các bạn đã thành công. Vị giám khảo mới, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng là người đã làm say mê khán giả ở nhiều sân khấu lớn trên thế giới. Đi nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, chắc hẳn những gì anh góp ý cho thí sinh sẽ rất cần thiết cho các bạn. Ngoài cái năng khiếu bẩm sinh ra, chúng tôi đang chờ một đặc biệt là mang tính sáng tạo. Tôi rất quan trọng tính sáng tạo bởi vì âm nhạc và nghệ thuật nói chung có tính sáng tạo thì sẽ có thể mang lại những cái điều rất là thú vị đến cho công chúng yêu nhạc và sau này. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, vị giám khảo mới thứ hai, có nhiều ca khúc được bạn trẻ yêu thích. Anh cũng là giảng viên đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội, quen thuộc cả cổ lẫn kim. Anh sẽ là vị giám khảo như thế nào? Trong cuộc sống bình thường thì anh cũng là một người cũng chắc là cũng dễ gần và dễ tính thôi, nhưng mà trong cuộc thi thì anh nghĩ là mình sẽ là một người tương đối khắt khe, bởi vì anh rất rất muốn chú trọng đến phần chuyên môn của các thí sinh, đó là khả năng hát, khả năng biểu diễn và khả năng kết hợp giữa hai điều đó. Bây giờ làm nốt câu cuối cùng nhé. Hồ Hoài Anh còn là nhà sản xuất âm nhạc cho nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhờ vậy, anh biết mình tìm kiếm gì ở các giọng hát và phong cách. Rồi. Quý vị khán giả, còn có thêm một điều khác biệt nữa, đó là ngoài ba vị giám khảo chính thức của chúng ta thì năm nay tại Hà Nội chúng ta sẽ có thêm một vị giám khảo khách mời. Vâng, thưa quý vị, đó chính là nhạc sĩ Lê Quang. Là người có nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, biểu diễn và tổ chức biểu diễn, nhạc sĩ Lê Quang, thành viên của ban nhạc rock Da Vàng, sẽ giúp cho các thí sinh hiểu rõ hơn về nhu cầu của công chúng yêu nhạc. Lê Quang nghĩ rằng Lê Quang sẽ thích cái người có cái sức hút biểu diễn nhiều hơn một cái người mà có một giọng hát mãnh liệt nhưng mà lại không biết biểu diễn. Thì Lê Quang nói rằng trong cái thời buổi công nghệ thị trường hiện nay thì rõ ràng cái sức hút biểu diễn nó mang một tiêu chí rất là lớn, và Lê Quang nghĩ rằng 50-50, giọng hát đẹp và có một thể hình xinh xắn, tươi trẻ, phù hợp với thị hiếu của công chúng thì Lê Quang nghĩ rằng các bạn sẽ thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol của chúng ta lần này sẽ xuất phát từ thủ đô Hà Nội, và những
thí sinh chiến thắng ở vòng thi này sẽ tiếp tục đến với thành phố Hồ Chí Minh sẽ tranh tài những vòng thi sau. Các bạn ơi, người chiến thắng phải vượt qua rất nhiều vòng thi đầy cam go và thử thách. Và trong số hàng ngàn thí sinh, chỉ có người duy nhất được chọn mà thôi. Khó khăn tột cùng, niềm vui tột đỉnh đó chính là Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol. Giữa hàng ngàn thí sinh, mỗi thí sinh có một số. Có nhiều số tốt, nhưng chính giọng hát mới tạo nên số phận của họ. Chúc các bạn hãy tự tin và thi thật thành công trong phần thi của mình. Chị mong rằng là các em sẽ làm hết mình và các em sẽ thành công. Cá tính, tự tin và duyên dáng, tất cả đang hội tụ về cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc. Các bạn trẻ chuẩn bị bước vào cuộc thử thách ở chặng đường đầu tiên. Thách thức đang chờ đợi phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, các thí sinh của chúng ta đang rất sẵn sàng để thể hiện mình trước ban giám khảo. Và hãy xem là các bạn ấy sẽ biểu diễn như thế nào nhé. Và trên mỗi chặng đường, hy vọng là các bạn thí sinh của chúng ta sẽ tự tin và thể hiện cá tính của họ trong âm nhạc. Nào, bây giờ chúng ta đi thôi. Xin mời. Hà Nội đã được gần 1.000 năm tuổi nhưng vẫn trẻ trung và đầy sức sống. Những bạn trẻ Hà Nội cũng có những nét rất riêng. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong nét nổi bật của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol này đó chính là đối tượng thí sinh rất là phong phú, hội tụ đủ nhiều ngành nghề, tầng lớp và lứa tuổi. Đặc biệt là các bạn trẻ ở thế hệ 8X, 9X, tin của miền đất Hà Thành đã mang đến cho chương trình của chúng ta những nét đáng yêu của tuổi trẻ thưa quý vị. Nhầm đấy, cháu hát sai tông mất rồi. Hoa được chị chào anh. Tính cách trẻ thật đáng yêu. Các bạn luôn mang đến cho chúng ta những nét duyên dáng, sự tươi mới, thú vị với phong cách rất riêng của team Hà Thành. Xin chào bạn. Bạn tên gì vậy? Em là Võ Huy Phương ạ. Phương? Vâng. Ngày hôm nay Phương đi với lại ba mẹ. Vâng. Thưa bác, cho cháu hỏi là bác cảm thấy là em hát có hay không ạ? Thực tế theo cảm nhận của bác thì em, với cảm nhận của bác thì em hát rất hay. Dạ, em hát rất hay. Thế bác có nghe em hát thường xuyên ở nhà không ạ? Ở nhà thì thường thường là em là rap là chính. Dạ. Em hay đọc rap và thậm chí sáng tác. Dạ. Thì rằng em sáng tác về những bài rap về tặng bạn, tặng mẹ, tặng những người thân mà. Một đêm giật mình tỉnh giấc sau một cơn mơ dài. Một cơn ác mộng với bao nhiêu nỗi sợ hãi lại quay lại giường ngủ lại nghe một âm thanh quen thuộc đang vào của bên tai. Tiếng mày khâu lại thế ba sáng mày vẫn ngồi đó suốt cả đêm thâu. Có hôm kiệt sử kiệt sức mẹ gục đầu lên màn máy bên một đường hàng sáng. Ngày mai người ta đến lấy. Cứ ngày qua ngày, từ khi tôi còn thơ bé cho đến nay, chưa một lúc nào tôi thấy mẹ hơi tay. Đôi vai gầy, mẹ cánh cả gia đình này, tôi vai cái đó. Mẹ chỉ mong sao sẽ có một ngày tôi bay cao. Nhưng mà như 19 năm nay, đứa con trên này chưa một lúc nào cho mẹ được thỏa niềm ước ao. Xin kính chào ban giám khảo ạ. Em tên là Võ Việt Phương, hiện đang học năm 1 khoa Pháp trên Đại học Hà Nội ạ. Niềm đam mê của rap và hôm nay em xin hát một bài rap do chính tay em viết ạ. Mời em. Mình tối bơ vơ, chốn ngủ buồn này đến bao giờ? Em nay nơi đâu, biết tôi hoài chờ bóng em về. Yeah, yeah. Say trong cơn mơ đã quá lâu rồi, chỉ biết sống trong những giấc mơ, đắm chìm trong những điệu nhạc, những vần thơ. Đôi mắt anh tối lại không còn ngửi thấy mùi hương em nồng nàn, không còn hơi ấm của nắng vàng, chỉ còn nơi đây sắc chiều chẳng vạng. Và một phút sau bóng tối bao trùm đã không còn ánh sáng. Bây giờ thế mạnh của em đấy là rapper và làm beatbox. Bây giờ em làm, em phô diễn hết khả năng beatbox của em xem nào. Còn chiêu thì em dở nốt ra xem nào. Yeah.
Now I'm gonna show you what is being real baseball. Cố gắng tập hát nhiều nhá. Dạ, bởi vì là em sẽ còn phải hát rất nhiều nữa đấy. Dạ vâng. Cảm ơn em. Chúc mừng em. Em qua bên này em lấy một tấm vé và hẹn gặp em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ vâng. Em xin cảm ơn ban giám khảo ạ. Tiếc rồi. Em chào tất cả các anh các chị ạ. Chào em. Em tự giới thiệu về em đi. Dạ, thưa các anh các chị, em tên là Giang Thị Mai, em đến từ Hải Dương ạ. Dạ. Và năm nay em 17 tuổi ạ. Ok, 17 tuổi. Ô, em nhí nhảnh dễ thương quá, chị thích điều này. Dạ. Anh em, mời em hát. Em hát bài gì? Dạ, thưa chị, em sẽ hát một sáng tác có tên là Tóc Xanh ạ. Ok, mời em. Và đã xanh xanh tung tăng, dạo trời đưa hồn phiêu lãng. Và đã xanh xanh tung tăng, dạo trời nơi phố phường kia áo xanh. Khoác áo kia lên mình, màu áo xanh màu em yêu, màu xanh dịu em, màu xanh tươi sáng. Ồ, em hát kia, em thôi, hát. Đứng được rồi em. Đứng. Em không. Rất thích là nhún nhảy. Ok, đúng rồi, em cứ đứng nhún nhảy, chị sẽ nhún nhảy như em. Nha, yeah. Chị không nói gì hơn, tại nói chung là chị rất là muốn gặp em ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà có mình chị thôi, chị không biết bao nhiêu này như thế nào. Ok, mời em thuyết phục. Tôi xin mời bà. Tôi thì khác chị, chị Sư Quách. Dạ vâng. Tôi thấy em hát nó không rõ lời. Tôi không đồng ý để cho em hát. Dạ vâng, nhưng mà thưa anh rằng là đây là chỉ là năng khiếu bẩm sinh của em thôi ạ. Chứ thật sự là em chưa học qua một trường lớp nào. Nhưng mà tôi, thật sự là nếu như mà đâu. Nhưng mà nếu như mà được chọn vào thần tượng âm nhạc ạ. Không, tôi không chọn. Sẽ có những cái giáo viên dạy thanh nhạc và sẽ họ sẽ giúp em hỗ trợ. Tôi nên tự tin cái điều đấy. Chị thích. Dạ vâng. Tôi không đồng ý xem anh Lê Quang. Thích nha. Chị thích. Đó. Chị Siêu rõ ràng chị thích em là đúng rồi. Tại vì là chỉ là ca sĩ em đứng nhún nhảy đúng vậy là chị thích rồi. Nhưng mà rõ ràng là anh thì anh nghĩ rằng em còn quá trẻ là nhỏ. Và nên em nên thi ở những cuộc thi vừa tầm với mình. Cảm ơn em là anh không có thể nào cho em vào vòng trong được. Còn đây đúng không ạ? Em đã rất nhiều hy vọng thêm nữa vào anh Hùng Hoài Anh ạ. Cảm ơn em vì anh đã chảy nước mắt. Anh không ai cười nhiều lại bị chóc ruột và chảy nước mắt. Nhưng mà em rất là thú vị. Vâng. Em đừng nói mà em lấy hơi em đứng yên nữa. Em đừng nói vậy, em xin lỗi anh quả thật là anh xúc động quá vì là em làm xúc động. Anh quá buồn cười. Dạ. Bởi vì em đứng yên đi. Dạ, em đứng yên đã. Anh vừa đứng em cứ nói em phải lấy hơi. Thôi anh không đùa nữa nhá. Vâng ạ. Anh nói vào cái phần của em này. Em hãy tập luyện và học hỏi thêm để sang năm. Anh hy vọng là sang năm nếu như anh được làm giám khảo anh sẽ vẫn được nhìn thấy em ở đây và hát. Vừa hát vừa nhún nhảy và hát xong đứng yên. Chị xin lỗi em, tại vì một mình chị không thể đánh bại tới ba người lận, cho nên là chị xin lỗi em. Chị rất xin lỗi em, chị rất thích em, nhưng mà... Hồi nãy khi bạn hát, bạn cảm thấy giọng hát mình nó có bị run quá không? Nó không bị... Thật sự là em cảm thấy là không run mà em cảm thấy rất tự tin ạ. Vâng. Rồi bạn có trình bày những cái vũ đạo không? Dạ, tất nhiên rồi ạ. Vâng. Bạn nhảy như thế nào, có nhiệt tình không? Dạ có chứ ạ. Rất là nhiệt tình. Như thế này nè anh này. Ồ, rất là nhiệt tình. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại sao ban giám khảo lại không chọn bạn gì? Thật sự là chị Siêu thì rất thích em. Anh Hồ Hoài Anh thì có lẽ là 1/2. Ai cũng biết nam giới khác hẳn phụ nữ. Nhưng bạn có biết là họ có nhiều gầu hơn? Đó là lý do chúng tôi tạo ra Clear Man, dầu gội trị gầu dành riêng cho nam giới với hợp chất Vita Ace 2.0, tăng hiệu quả trị gầu gấp 2 lần. Clear Man loại sạch gầu, hết nhờn, giảm rụng tóc. Tôi chọn Clear Man. Tôi là Rain. Clear Man loại sạch gầu, nay hiệu quả gấp 2 lần.
Aji ngon với thịt và xương ống được hầm thật kỹ, mang đến hương thơm, vị ngon ngọt của nước hầm xương chính hiệu, cho món ăn thêm đậm đà hương vị. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Hít vào, thở ra. Trời nhiệt, chắc cháy sư phụ quá. Kem đánh răng mới Colgate dược thảo thơm mát, kết hợp công nghệ hiện đại với tinh chất lá sen kim ngân và tinh chất bạc hà cho hơi thở thơm mát. Thở ra. Colgate dược thảo thơm mát, dược thảo thiên nhiên, hơi thở thơm mát. Trung Hòa chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9, giảm giá đến 49%. Giảm giá đặc biệt các sản phẩm của Sony, Toshiba, Electrolux, Samsung, LG và các thương hiệu nổi tiếng khác. Cơ hội mua sắm duy nhất chỉ có tại Trung Hòa. Chương trình bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2008. Trong từng muỗng sữa chua Vinamilk Nha Đam mới, không chỉ là hương vị tuyệt ngon, mà còn là bí quyết dưỡng da mịn màng đến không ngờ. Haseline, kem phấn dưỡng trắng da chống nắng mới, được tạo nên từ bột ngọc trai thiên nhiên Trung Hoa, cho làn da trắng mịn ngọc ngà đến không ngờ. Quý vị khán giả tham gia vào cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol của chúng ta năm nay tại Hà Nội thì chúng ta thấy có rất là nhiều những thí sinh nhan sắc nè, tài sắc nè, màu sắc nè và cả thanh sắc nữa chứ, rất là khác nhau. Kính thưa quý vị, từ đông sang tây, từ nam tới nữ, từ cổ xưa tới hiện đại, tất cả đã hòa vào nhau để tạo nên một bức tranh đa màu sắc vui mắt. Chúng ta cùng theo dõi các bạn nhé. Tình cờ xin đến với chương trình Việt Nam Idol. Em đến chỉ là để cổ vũ bạn em, nhưng mà em cũng muốn thử giọng của mình. Em đã đăng ký vào và em đã được vào qua vòng thử giọng. Em cũng rất là bất ngờ, tại vì em chưa bao giờ em thi cuộc thi nào về ca hát. Tuy chưa hề thi ca hát, nhưng cô bé đã là cô chủ nhỏ của một quán cà phê do tự tay cô thiết kế và làm chủ. Cô là một trong các bạn trẻ ngày nay luôn biết tìm kiếm cho mình những cơ hội và không e ngại thử thách. Đây không phải khán giả. Mời giám khảo ạ. À dạ đúng rồi. À, chào em. Vâng, em tên là Xuân Dân ạ. Năm nay 17 tuổi. À. Và em muốn trình bày một ca khúc là cho con. À. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Em ơi, cảm ơn em. Em là Dung quả. Dung quả. Em học tiếng Việt lâu chưa? Em mới học được hơn 3 năm. Vì em không phải, em là người, em là... Mẹ người Ukraine, bố người Việt. À, anh rất là thích em vì là trông em cũng rất là dễ gần và dễ thương. Nhưng mà em chưa có hát được. Nên là anh nghĩ là em hãy tập luyện thêm. Okay, cảm ơn em rất nhiều. Xin cho phép em được kể một câu chuyện ạ. Ok, chuyện á? Vâng. Kể luôn. Vâng. Đêm hôm đó, Đào về nhà. Hắn rất là buồn bởi vì buổi chiều đấy còn lộ tán chim ở bên ngoài. Xin lỗi em. Không được. Em quay một vòng. Wow. Em làm thế nào mà em có thể giữ được bộ tóc này? Một phần cũng là giờ nhờ sự chăm sóc và rất là tận tình của mẹ em ạ. Chiếc đồng hồ ta với mi đâu có oán thù xưa nay, mà chạy chậm khi nhanh gây ra ngày ngắn ngày dài. Yeah. Qua đây nhìn tôi
ngỡ như gần tôi bông hoa quỳnh nở, hay là tôi quá si mê rồi. Quá si mê. Sao thôi, cảm ơn em. Mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú, mình đến từ Hà Nội và hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 3 khoa thanh nhạc trường Nhạc viện Hà Nội. Hiện tại thì dòng nhạc mà mình ưa thích cũng như là sở trường của mình đó chính là dòng nhạc jazz rock. Và mình rất hy vọng là mình sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực để lọt vào sâu hơn của chương trình Việt Nam Idol. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ai 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 thời gian đôi chân cầm cành cho đi giữa rừng hoang vu, lưng cha thì độ nắng gầy, ơi tóc bạc tựa trăng soi, cuộc đời bao cả cuộc đời đôi chân chân. Kịch tính bài hát nhiều quá. Anh nghĩ nếu mà em vào phòng thu và em hát TV thì có đoạn người ta sẽ giật mình và có đoạn không nghe em hát gì cả, giống như đoạn cuối em thì thào kiểu đó thì sao người ta lấy tiếng được. Đó là một điều anh góp ý rất là chân thành. Anh cũng rất là phân vân. Nhưng mà thực sự một số những cái đoạn mà bạn feeling ấy, cái mấy cái lên tôi thấy là nó không có phù hợp lắm với cái bài này. Tôi là người chuyên chơi ngẫu hứng mà, nên là tôi cũng có thể xin phép để nhận xét một chút về cái đó. Tôi thì tôi sẽ đề nghị bạn chờ để cho tôi được xem một số các cái bạn thí sinh khác. Giọng em rất tốt, vang, tuy rằng là hơi mỏng, nhưng mà không sao, chị nghĩ rằng là em có thể điều tiết được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi đồng ý cho em vào vòng trong. Nhiều khi là em hát bị liều quá mà nhất là cái phần lên cao. Vì những cái lúc đó mà mình chỉ cần sơ sẩy một cái là nó sẽ gây tai nạn ngay, đúng không? Anh thì anh nghĩ là đồng ý hoàn toàn cho em vào. Tại vì chúng tôi có hai người nói bạn chờ và hai người nói bạn đi tiếp. Lê Quang thì không có nói chờ. Mà Lê Quang chỉ nói là phân vân là em có sửa được cái tình tính hay không? Thực sự em cũng rất là muốn được thể hiện. Thật ra cũng rất muốn thể hiện những gì bản thân em có. Và có lẽ chính cái điều đấy đã đem đến có lẽ một cũng cả một sự căng thẳng từ em đây sau khi mà giám khảo. Và em cũng xin hứa và em rất là chắc chắn là một điều là nếu em được vào vòng trong thì chắc chắn là em sẽ sửa đổi cái điều đó. Rồi, em sẽ được vào vòng trong. Chúc mừng em. Rõ ràng là không có một cuộc thi nào mà em nghĩ rằng là căng thẳng và đòi hỏi cái sự nỗ lực cũng như là sự cố gắng của thí sinh đến như thế. Thần Tượng Âm Nhạc luôn chào đón tất cả các bạn trẻ có niềm say mê âm nhạc. Chỉ cần thích hát là các bạn đã có thể đến với Thần Tượng Âm Nhạc để thể hiện niềm đam mê. Mình tên là Nguyễn Văn Trung, mình sinh năm 1990, năm nay mình 18 tuổi, mình ở Bình Lục, Hà Nam. Mình đam mê ca nhạc từ khi còn bé, mình rất thích hát, lúc nào mình có thể hát được, bất kỳ nơi nào mình cũng có thể hát được. Hai chào ban giám khảo ạ. Thực sự là em chờ chương trình Việt Nam Idol này được một năm rồi, nhưng mà không hiểu sao đúng cái ngày kết nhất thì em lại bị ngày kết nhất à? Vâng, ngày hôm nay có nghĩa là ngày cuối cùng để đi thi được để vào vòng trong ấy thì em lại bị rứt đầu sổ mũi. Mời em. Em đẹp thế, Blake ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt Blake biển hồ đầy. Không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt Blake biển hồ đầy. Cảm ơn em. Chị rất là vui là em hát bài Tây Nguyên quá máu thế. Chịu thì cho em hát thêm bài. Rồi thì chị đang khen em mà. Chị đang khen em đấy, em hát vậy đủ rồi. Lúc trước thì có hay hát ở trong trước trường? Trước có ạ. Tôi phong cả trào xã, văn nghệ. Phong trào cả xã đấy. Em thì còn rất là trẻ. Chúng tôi cũng mong đợi rằng để tìm được những tài năng thực tụ từ những cái bạn trẻ như em. Nhưng mà đối phần biểu diễn của bạn vừa rồi thực ra thì khó mà có thể đi tiếp được. Cảm ơn em. Cảm ơn em.
chồng thí sinh này, bạn có đoán được bạn ấy sẽ hát thể loại nhạc gì không? Bạn ấy đã chuẩn bị rất kỹ, hy vọng bạn ấy sẽ tạo được ấn tượng với ban giám khảo đây. Đây là Trần Ngọc Bảo đến từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hôm nay em xin trình bày đoạn bài hát Trai Làng Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ạ. Wow, Trai Làng Tôi tôi thích bài đấy, phải mời em. Trai làng tôi, ban ngày đứng ở chợ người, nụ cười trên môi a lâm la, giọt mồ hôi rơi a lâm la. Chẳng xa hơi, chạm vạn châu đi à tôn nọ, đến về nghe cho sủa trăng. Em lại thích thí sinh này, tức là nhất là cái mắt đấy, mắt của hả? Bởi vì thực ra anh cũng nghĩ là một người diễn viên mà có một cái mắt mà tất nhiên là cũng hơi dọa nhau một chút, nhưng mà biết diễn, anh thấy cái đấy cũng là một cái tố chất rất hay của em, nên chắc là anh thì anh cũng đang suy nghĩ cũng muốn cho em một cơ hội, nhưng mà mọi người thì nhưng mà tôi nghĩ một cái đó thì chưa có thể đủ được đâu. Không đủ. Tôi nghĩ rằng là sang năm bạn quay trở lại đây thì bạn sẽ hoàn thiện hơn. Anh nghĩ rằng là rất là cảm ơn em vì sự tham gia đến đây và hẹn em ở một dịp khác. Cảm ơn em. Cảm ơn. Giờ còn gì nói đi em, chỉ khi không còn chung bước, lạnh lùng mà chỉ lái phân ly rồi ai cũng sẽ hiểu được. Em cứ nói đi, cứ nói ra đi, thời gian kia không chơi nhượng biết được mai sau mình nói yêu nhau sau không từng khắc khoải. Biết giờ từng ngày như vậy mình sẽ nói chia tay. Em ơi giấc mơ quan là gì, quanh ta là gì, thì tham là gì, xót xa là gì em hả? Dường như em đang vô về nơi đây, trôi đi trôi là về đâu? Khi môi hôn trong mắt. Nếu như mà em hát, em đọc rap và em diễn như vậy rất là chị rất là thích. Nhưng mà khi em hát thì là khác hẳn. Đâm ra là cái thần tượng âm nhạc này nó đòi hỏi em phải nhiều hơn thế nữa. Cảm ơn em. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Ban giám khảo bảo là em hát melody không tốt và không công nhận cái tài năng tác của em. Bây giờ em chỉ còn hỏi là chị Siêu có thể hát được tất cả mọi thể loại nhạc hay không? Hoàn toàn không đúng không? Chị Siêu có sở trường của chị Siêu và em có sở trường của em. Sao mình lại rớt? Rất nhiều thí sinh tự hỏi như thế. Tại ban giám khảo quá khó hay tại thí sinh chưa thể hiện hết sức của mình? Có nhiều câu hỏi không dễ trả lời. Dù sao thì đây là cuộc thi có thể dung nạp mọi ý kiến, kể cả ý kiến bất đồng. Em thấy ban giám khảo đánh giá về em là bảo là em chưa đủ tố chất, nhưng mà theo em nghĩ thì em rất tự tin khi em thể hiện những gì em đã thể hiện. Cho nên là lúc nào em cũng nghĩ là em xứng đáng trở thành Việt Nam Idol. Anh ngoài anh bảo là em vẫn thấy thiếu em một cái gì đấy. Nhưng mà em chả thấy em thiếu một cái gì cả. Không ai hài lòng với những gì mình đã làm được cả. Em luôn luôn muốn mình tốt hơn. Thế nhưng mà cái ngày, có thể là cái thời gian em chuẩn bị cho cuộc thi idol này nó vẫn chưa nhiều. Và em cũng, nói chung em cũng hài lòng với cái kết quả này và em sẽ cố gắng trong năm tới. Nếu như mà được gặp lại thì em mong là được gặp lại chị Siêu Black. Ừ, chị gì Siêu thôi. Bởi vì em thích chị nhất. Rồi, cảm ơn em. Và nếu như mà gặp được ban giám khảo nào càng dễ càng tốt ạ. Không phải một mình em mong điều đó đâu, ai cũng mong điều đó. Mình mừng lúa mây có bay lả lơi câu hát đấy à. chiều nhớ về chốn xa xôi, một thời con nít còn trân trâu. Và dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát thình bóng quê nhà. Khói bếp cay mắt mẹ ra bên bếp lò, cơm nước xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.
mời em về ăn cơm. Đúng là có no bụng thì mới có đủ sức để hát, nhưng không phải cứ ăn ngon thì hát hay. Mình đây là Phí Quang Ngọc, hiện đang làm đầu bếp tại nhà hàng Lem Việt ở Hà Nội. Mình rất thích nghề nấu ăn cũng như rất yêu về âm nhạc. Làm đầu bếp thì các món ăn sẽ mang lại cho các bạn một món ăn về vật chất, nhưng về âm nhạc sẽ mang lại cho các bạn một món ăn về tinh thần rất lớn. Những con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh, như anh được sống giây phút đầu tiên. Có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Rồi, em là người rất thích hát, đúng không? Rất thích hát. Nhưng mà theo tôi ấy, thì em không có khả năng để trở thành ca sĩ. Chắc là em làm nem chắc là ngon đúng không? Anh nghĩ là em hát thì không phải là tệ, nhưng mà em chỉ mới ở cái mức độ gọi là nghêu ngao hát như những người bình thường thôi. Thì anh nghĩ là em vẫn cứ giữ cái niềm đam mê ca hát đó, mà vừa làm nem vừa hát cũng hay. Anh nghĩ là như thế. Rất cảm ơn em đã đến đây. Cảm ơn em. Thôi đẹp rồi đó. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Thảo và Sĩ Lương đang có mặt tại một khu chợ đêm rất là nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn tìm một số đồ trang sức cũng như là một số phụ kiện để đồng hành với các thí sinh trong chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol. Bởi vì Lương tin chắc là các bạn thí sinh Hà Nội sẽ chuẩn bị đồ rất là kỹ lưỡng, rất đẹp. Mình cũng phải cạnh tranh chút đỉnh nha. Vâng, thưa quý vị, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp cho các thí sinh của chúng ta thêm phần tự tin để dự thi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chứ. Mình thì đẹp hơn. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người thể hiện sự tự tin theo cách riêng. Người dùng động tác, người dùng tóc, người dùng trang phục, người bộc lộ tính cách. Tất cả để chứng tỏ mình không phải là người khác. Hi. Wow, tôi rất là ấn tượng. Em tự giới thiệu về mình đi. Em là Tạ Hải Hòa Vương, học sinh trung cấp 2 khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Wow. Năm nay 17 tuổi ạ. Trẻ quá. Em sẽ thể hiện bài gì? Bài hát sẽ thể hiện là một đoạn trong bài hát Chim bông lao tìm bóng, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ạ. Mời em. Tôi chóng mặt quá. Bờ lau hình như ai che tiếng nói. Bờ lau hình như ai gom tiếng sóng. Sóng hư bó nghe như câu chuyện về dòng sông. Tôi trao trao đi trao lại cùng sương khói. Tìm đâu thấy bóng tôi trôi ngày. Tìm đâu trí nhớ tôi sương. Một bài hát phốt rồi đấy, có tiếng đâu nha. Em đẹp thế, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Yeah. Em nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt lay cu, biển hồ đây. Yeah. Rồi. Cảm ơn em. Có thể là em rất là đam mê cái dòng nhạc dân gian đương đại. Nhưng mà thứ nhất là anh nghĩ là nó vẫn còn quá già so với em. Em thì tuổi vẫn còn trẻ. Và em hát, em bị làm tạo cho cũng giống như là cái cách em đánh mặt đây này. Tức là mọi thứ của em chỉ là một cái những cái bề ngoài thôi. Mà trong cái ruột thì nó vẫn chưa có ổn định. Và chưa có cái gì đó nó thật là chính thống và chính quy như những cái gì em đang học ở trường. Anh nghĩ là như vậy. Thế nên là
em cũng không làm anh thuyết phục được, rất là tiếc. Anh nghĩ là em nên trau dồi học hỏi thêm. Đương nhiên em thích dân gian đương đại, em hãy cứ là hình tượng dân gian đương đại. Nhưng mà ngay tại hôm nay thì chưa thuyết phục với anh. Vâng, chào em. Vâng, là lần đầu tiên thì để mở màn cho cái phần dự thi của em thì em xin hát một bài vọng cổ. Mời em. Tiếng pháo vui đã tiếng em đi theo chồng về xứ lạ. Bỏ một mình anh ôm sầu cô lẽ đêm giọt sầu rơi theo mỗi bước chân về. Ai sao đành chia cách duyên, mình phải xa nhau rồi, người đã quên câu thề. Thôi em ơi, thôi đừng hát nữa. Em hát một bài chèo đâu ạ? Ôi lại chèo à? Ôi được đấy, đừng hát được đấy. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi, nào liệu ơi có muốn đi mình ấy kia, hai vai đang còn gánh nặng mà để nhận trình đường xa ấy thời tấm áo ơi, tấm áo sông ý em ý, ý. Nghe cảm ơn em. Anh nghĩ là em là một người rất là có năng khiếu đấy. Em có năng khiếu đấy. Anh nghĩ là như thế. Năng khiếu nghe đấy, em hát vọng cổ, ra vọng cổ hát đào liễu, nghe anh nghe thế là cũng là tương đối đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên là khi mà cái gì cũng biết nhưng mà chẳng cái gì ra cái gì cả, nó vẫn chưa tới. Cảm ơn em. Năm nay tôi thi với Nam Idol với một mong ước là trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam, để xem mình vượt qua được bản thân mình đến đâu, được biểu diễn những ca khúc của Việt Nam, hát cho mọi người và hát cho cuộc đời. Chỉ cần lọt vào top 10 thôi cũng được, sẽ là người cuối cùng đứng trên sân khấu của Việt Nam Idol. Để trở thành một thần tượng âm nhạc, bạn hãy thu hút khán giả và hãy làm cho khán giả các bạn nồng say và cháy lên. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Rước dao từng bừng một mình ta còn cười đau hả. Nghĩ cô có sao, nghĩ mới chiều đau, hãy vui lên nào nhé. Một vào đông lạnh không có em chung với tay, để mình anh cho nó buồn, nó mới tuyết bay bay. Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chả nhầm nhò. Hé lên thật lớn, anh mất soi cho ông ly cà phê. Chúng ta sẽ tha Ngọc Tiến, em đến từ Phú Thọ. Và sau đây em xin thể hiện ca khúc Chuồn Chuồn Ớt của tác giả Lê Minh Sơn. Mời em. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai. Từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi. Sầm sập, em mang anh về. Trời cho em may mắn, trời cho em xinh, trời cho em đứng một mình. Một mình em xa ngõ, một mình em xem đàn chuồn chuồn bay, xem đàn chuồn chuồn lượn. Ôi á, chuồn bay cao thì nắng, chuồn bay thấp thì mưa, chuồn bay vừa. Cảm ơn em. Đợi. Em hát em nhìn vào đây chứ tình cảm mà. Đi nhìn đâu ấy? Nhìn thẳng đây này. Hát lại đây, cái tìm em ấy. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai. Từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi. Rồi. Tôi nghĩ rằng em xác định đến đây cho vui đúng không? Không, em muốn đến hát để
Em xem các chương trình ấy thì các thí sinh ấy không muốn đem sự mới lạ vào cho chương trình ấy. Chứ em muốn thể em à là em muốn đem mới lạ gì? Em muốn đem mới quá lạ. Mới quá mới. Nhưng em hát em cảm xúc quá, em hát mà em nhìn đâu ấy, cảm xúc em để đâu ấy. Thật đó là lạ, nó ở trên sân khấu chưa có. Thấy bạn hát thì tôi hồi hộp, hát câu nào hồi hộp câu đó. Và tôi nghĩ rằng đế mà nghe được hết bài hát chắc đến tim. Nói chung là cảm ơn các bạn rất nhiều. Em xin cảm ơn em. Không có không chẳng không nổi. Quá mới. Quá mới. Vòng thi thử giọng bước đầu tiên để tham gia vào cuộc hành trình tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol đang diễn ra hết sức sôi nổi. Hàng ngàn bạn trẻ đang háo hức bước vào cuộc tranh tài. Vậy điều gì đang chờ đón người chiến thắng? Danh hiệu thần tượng âm nhạc cùng với giải thưởng trị giá 10.000 USD, trong đó bao gồm hợp đồng thu âm chuyên nghiệp. Và cơ hội để tham gia vào cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc châu Á Asian Idol cũng thuộc về người chiến thắng. Wow, thật tuyệt vời. Một cơ hội trở thành người nổi tiếng, mặc dù hôm nay bạn chỉ là Zero. Quá là một thử thách cực kỳ khó khăn. Chúng ta hãy cố gắng và giành chiến thắng nhé. Này người yêu dấu ơi, đã qua bao đường phố xa lung linh anh đèn. Ngại ngân chi Nga đôi lần lại đứng lên, ta không quên nỗi đau. Để khi yêu em đón đêm xuân sang dịu em. Điền, điền, nghiêng những câu ca dao. Ơi, ngày tháng, đôi vai gầy, run run tựa hàng cây. Con sống vẫn đợi chờ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Pha Lê đến từ thành phố Hải Phòng. Hiện nay thì Pha Lê đang làm cả ba công việc, đó là một MC của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, vừa là một nhân viên của Ngân hàng Đại Dương và cũng tham gia vào những chương trình ca hát như thế này. Nếu như buộc phải lựa chọn giữa ba công việc thì rất là khó, vì hiện nay thì Pha Lê vừa đi học và cũng vừa có thể hoàn thành tốt cả ba việc này. Có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng mà hy vọng rằng sẽ không phải bỏ việc nào trong tương lai. Nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo, dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng chân, có hai người yêu nhau. Khóc, 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 khóc con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô, ngàn năm thương nhớ, đất nước. Ok, cảm ơn em. Anh đồng ý cho em vào vòng trong. Không nói nhiều, anh nghĩ là em có khả năng. Đấy là cá nhân anh. Cảm ơn. Không, chị lại không nghĩ thế. Dạ vâng ạ. Tại vì em hát không chắc. Em hát, em ví dụ như là em hát những cái câu đó nó toàn bị lưng lửng. Nó không có chắc là ra, ví dụ như là khóc, khóc. Nhưng mà em chị, em để khác, nó cứ lờ mờ, nó không được rõ những cái em câu đó. Đêm xuân nào làm nghe dòng sông nước chảy. Em phải hát thế. Chứ còn mà em hát được như vậy thì tôi nghĩ rằng là không biết là anh nhìn như thế nào mà anh cho em vào. Sao anh hát được như chị được? À không, tôi không có nói là hát. Trời ơi. Em là em đánh giá là cái khả năng. Không, tôi cũng thấy là anh Hoàng anh vội. À, em nên hát một bài hát nó truyền cảm hơn. Mênh mênh mang mang phù vơ nhé ta. Vì vì vô vô. Cảm ơn em, tôi chỉ cần như thế thôi. Em hát rõ như thế thì có sao đâu nào. Đấy. Tôi nghĩ là đầu rồi. Không, để tôi nói. À, thực sự rằng là em biết sao, tại vì em có thể nói rằng là em có lợi thế là em nhìn rất bắt mắt. Bắt con mắt tôi dữ lắm, cho nên là nhưng mà khi em hát thì tôi lại không có thích. Tôi phải không? Ưng cái bụng của tôi. Tôi rất là ưng cái bụng. Nhưng mà em nếu như mà vô được vòng trong mà em hát như theo kiểu mà hát bài đầu tiên á, tôi là cái người mà thất vọng. Và tôi không cần phải phê bình em luôn, và tôi cho em đi ra. Và tôi cũng như Hoài Anh, tôi đồng ý cho em vào vòng trong. Ưng cái bụng. Chúc mừng em. Mời em coi này lấy một cái vé và Thành gặp em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Anh nhớ là vòng Hồ Chí Minh á, rất là căng thẳng em nhé. Em hát kiểu này là em là người đi ra trước đấy. Không nghĩ vậy may mắn rồi.
em nghĩ là chị của em rất là xúc động. Nhưng mà em không nghĩ rằng là chị của em là một người đủ bản lĩnh, đủ tự tin để có thể bước tiếp trên con đường chinh phục thần tượng âm nhạc của Việt Nam Idol. Bởi vì ngày hôm qua thì em làm việc quá căng, em mất lòng. Bài đầu tiên thì em bị che luôn mà, hát tệ quá. Vậy là bạn phải về dưỡng sức thật nhiều, phải ăn uống thật đầy đủ cho có hơi để tiến vào học trong của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người ạ. Chứng từ mình mất là mình còn lại sai. Bạn chào. 1247. Thôi. Mình là Nguyễn Văn Thắng, mình đến từ Thanh Hóa và mình cũng là một ca sĩ tự do của các phòng trà. Và đến với cuộc thi thần tượng âm nhạc, mình rất muốn trở thành một thần tượng âm nhạc. Ơn người ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau như mình. Chào em. Em còn đánh đàn hay đàn đấy chỉ cầm để chơi thôi? Không, em đánh ạ. Thế nhưng không mà... có quai thì cầm đánh thế nào? Phải có cái ghế ngồi, lấy cho em mượn một cái ghế ngồi. Không có quai à? Dạ vâng. Thế thì em phải có cần có ghế rồi. Vâng, em cho em ghế. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ. Tìm điệu múa sông tình cánh cỏ lá lưới. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà bây giờ là em hãy cho giám khảo ở đây nghe một bài hát không đàn của em. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Phải nói là bạn rất là ấn tượng, tôi đặc biệt là phải nói là rất là ấn tượng đối phần biểu diễn dẫn của bạn, và tôi đồng ý để cho bạn đi tiếp theo. À, tôi thích cách hát của em, từ sáng tới giờ thì là giọng em là giọng lạ, thật sự là tôi đánh giá cao về giọng em, và tôi cũng đồng ý cho bạn vào vòng trong, tôi cũng đồng ý. Em cảm ơn. Thật sự là trong đấy có một vị giám khảo, đấy là thần tượng của mình, đây là Siêu Black, và hát trước thần tượng của mình là một rất hồi hộp, nhưng mà cái điều quan trọng đấy chính là vượt qua chính mình. Và bạn cảm thấy mình có quên cái gì không? Đương nhiên là sẽ không bao giờ quên một cái điều gì. Đấy là... Bạn còn nhớ là bạn đi vô bạn cầm cái gì không? Mình còn cầm cái đàn. Và đi ra bạn có cầm phải không? Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội, điểm dừng chân đầu tiên của hành trình tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol đã để lại cho chúng ta những ấn tượng thật khó quên. Tài năng, ngẫu hứng, vui nhộn và bất ngờ cùng những câu chuyện khó quên, tất cả chỉ có trong chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol. Và những điều thú vị đó sẽ đến với các bạn qua mỗi chặng đường. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 21:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Và vào tối thứ tư tuần sau thì chúng ta sẽ cùng trở lại với thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Nẵng. Chắc chắn những câu chuyện ở hai thành phố này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn không ít những bất ngờ và thú vị đấy. Hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau. Xin chào tạm biệt.